suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy nó rất là có sự trùng hợp, và nó hình như là ý muốn của ông cũng muốn như vậy. Ông bình thường là ông hay giỡn đùa lắm, cho nên là ngay cả cái tên Nguyễn Ánh là số 9 mà tất cả mọi người cũng hiểu, và nhiều người thắc mắc là cái này cái kia, thì ông rất thích số 9. Cho nên ngày mà ông mất là ngày 14 tháng 4, lúc 14:40 năm 2016. Tất cả những cái dữ kiện đó, nếu mà chúng ta nhìn lại sẽ thấy nó gọi là số 9. 14:40 là 9, ngày 14 tháng 4 là 9, và năm 2016 cũng là 9. Cho nên là trong cái đêm nhạc ở đây, thì bên cạnh cái đêm nhạc tưởng nhớ ông, đúng ngay ngày 14 tháng 4, Nguyễn Quang cũng, gia đình cũng không có cần biết nó là ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hay thứ 2 gì hết. Nhưng mà may sao mà nó lại rơi đúng vào ngày cuối tuần, để cho mọi người khán giả có thể có nhiều thời gian để đi. Và bên cạnh đó thì Phòng Trà cũng sẽ lần đầu tiên phát hành một cái album tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, đầu tiên từ ngày ông vừa ra đi, cũng sẽ được phát hành đúng